thời gian vừa qua, báo chí có phản ánh rất nhiều về tình trạng hôi của. Một số người gặp nạn trên đường không những không được cứu giúp mà còn bị những người xung quanh lấy mất tài sản tiền bạc. Nhiều trường hợp dở khóc dở cười xảy ra. Người gặp nạn phần chịu đau đớn, phần khác xót xa vì tài sản tư trang của mình không cánh mà bay. Nhằm có một cái nhìn khách quan hơn về hiện tượng này, chương trình Camera Giấu Kín đã thực hiện một thử nghiệm nhỏ. Diệp Anh trong vai cô gái, Chí Vinh trong vai người thanh niên, cùng với đạo cụ là 2 triệu đồng tiền mặt. Tình huống được thực hiện là cô gái bị người thanh niên vô tình xô ngã, một số tiền lớn rơi ra. Những người xung quanh chứng kiến có ai giúp cô không? Liệu có ai nảy sinh lòng tham không? Để có được lời giải đáp, mời quý vị cùng theo dõi. Địa điểm ghi hình đầu tiên là phố Hàng Khoai. Sáng sớm, phố vắng người. Tiền rơi vãi, mọi người đều ngạc nhiên nhưng không có ai nhặt giúp. Nhân vật nam của chương trình phải giúp bạn diễn của mình gom lại số tiền. Nhiều hơn nữa thái độ của những người xung quanh, chúng tôi quyết định chuyển địa điểm ghi hình. Ê, nhà đồ người ta tiền á? Có rất nhiều người đứng nhìn. Trong lúc cô gái loay hoay nhặt tiền rơi thì có một em học sinh hỗ trợ cô. Mang đi lắm tiền thế này. Lần này, cô gái nhận được sự giúp đỡ của một bác lái xe và một anh thanh niên. Qua 3 lần ghi hình, số tiền được kiểm lại và kết quả vẫn là 2 triệu đồng. Chợ, điểm nút tập trung khá đông người đi bộ, xe chở hàng, xe tải. Chương trình hy vọng sẽ có nhiều người quan tâm tới cô gái hơn. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán, đã không có ai nhặt giúp. Cao khi chàng trai va chạm với cô gái, anh ta bỏ đi. Cô gái vừa đau vừa không biết xoay sở thế nào với số tài sản rơi ra. Có nhiều thanh niên khách đi bộ xung quanh, họ bàn tán xong chỉ có một bác bán hàng rong giúp cô. Mặc dù đang phải mang số hàng khá cồng kềnh, song bác vẫn nhiệt tình giúp đỡ cô gái. Ở một nơi đông người qua lại như hàng ghế chờ của bến xe Mỹ Đình, cũng không có ai giúp.
Đạo cụ của chương trình vẫn là 2 triệu đồng. Vào 16 giờ 16 phút, trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy chật kín người chờ xe. Va chạm xảy ra, chàng trai bỏ đi. Cảm thông với hoàn cảnh của cô gái, hai bạn sinh viên đã giúp cô. Bên khác cũng chia sẻ khó khăn với người gặp nạn. Tình huống tiếp tục được thực hiện với thử thách khó khăn hơn. Cô gái bị ngã trên cầu thang bộ. Ba bạn trẻ này đã nhiệt tình giúp cô, thậm chí nhảy qua rào ngăn thu hồi lại tài sản cho cô gái. Ở 5 điểm khác nhau, cùng một tình huống, chương trình đã tặng hoa khá nhiều người tốt, giúp cô gái một cách vô tư, nhiệt tình nhất. Họ đã chia sẻ những suy nghĩ của mình. Đọc trên mạng mình thấy nhiều người là khi rơi tiền ấy, họ nhiều người là có tình trạng hôi cuộn ấy. Nhưng mà em khi đọc thì em cũng thấy bất mãn lắm. Khi mọi người gặp khó khăn thì mình giúp đỡ được họ thì mình nên giúp ạ. Và không nên có tình trạng là hơi cũ. Thì mình thấy là có người gặp nạn thế thì mình giúp đỡ thôi, không có gì cả. Đặc biệt là những chỗ đông người mà với những một số trường hợp mình đã nhìn thấy rồi là người dân đã bị mất cắp rồi mà chúng ta lại tất cả cũng lao vào để hôi tiền như vậy, cũng coi như mình thức ăn cắp gián tiếp thôi. Thì mình cũng mong là làm sao mọi người cũng người ta đã bị va chạm như thế rồi thì mình giúp đỡ phần nào. Mỗi người đều có cái sự vội vàng trong công việc. Nếu như chúng ta thử đặt cái cương vị mình vào những trường hợp mà chúng ta bị như người bị nạn đấy, thì chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Thì hy vọng là mọi người chúng ta cũng đỡ nhau trong những khi mà có một người xảy ra cái rủi ro. Qua một ngày ghi hình, nhân vật của chương trình nhận đủ số tiền là 2 triệu đồng từ tay những người đã giúp đỡ. Với mục tiêu đặt ra là có thể quay được những thước phim chân thực về hiện tượng hôi của mà báo chí đã phản ánh, ở một góc độ nào đó, chúng tôi đã thất bại. Tuy nhiên, thất bại này lại tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin rằng những trường hợp hôi của mà báo chí đưa tin chỉ là cá biệt. Sẽ thêm nhiều người tốt, nhiều người không ngại khó khăn dừng lại giúp đỡ người bị nạn, giúp họ thu hồi lại tiền bạc, tài sản thất lạc. Hy vọng, khái niệm hôi của sẽ là khái niệm trong quá khứ ở một xã hội văn minh.